Xin chào cả nhà mình nha. Mấy hôm nay bận bịu dọn vườn quá thì ít lên clip giao lưu cùng với nhà mình. Thì hôm nay nói chung là bên dịch vụ nó đã nghỉ rồi, cho nên là Sơn cũng nói chung là cũng đi, nhưng mà đi mấy cái nhỏ nhỏ linh tinh thôi. Chứ còn cây thì nếu mà mình giao lưu chuyển khoản thì cũng có thể là nó sẽ giao kịp. Thì cuối năm thì Sơn cũng mới tuyển được em Hải Châu lá nhỏ này, cũng mới lên rêu cho em nó, cũng vô dây định hình lại. Kể có cái Sơn thì Sơn không thích mai, cho nên là Sơn thích chơi bonsai quanh năm thôi. Còn mai thì nó chỉ có mấy ngày xuân thôi. Nhưng mà Sơn nói chung là mỗi người một đam mê, không có ai như ai cả. Riêng Sơn thì Sơn chỉ thích chơi bonsai. Bonsai thì nó quanh năm, còn là mai thì nó chỉ có mấy ngày xuân là xong thôi. Do rồi chắc Tết năm nay đưa cây này vô trong nhà, cây Hải Châu lá nhỏ cũng đi được đoạn đường là 60% rồi. Cây dáng huyền rất là quái luôn. Sơn giới thiệu đến nhà mình nha, chia sẻ đến nhà mình xem tham khảo cho vui luôn. Thì nói chung là mấy ngày nay cũng có nhiều cái vấn đề về cây Hải Châu. Thì nói chung là Hải Châu nó có rất là nhiều loại Hải Châu. Lá nhỏ, lá lớn, lá trung, lá búp sen gì, lá tròn gì từ lưa hết. Đó. Nhưng mà mình nói chung cây bonsai, cây cây cảnh thì nói chung nó cũng rất là phong phú và đa dạng, và nó cũng rất là phức tạp. Cho nên nhiều vấn đề nó xảy ra, nhiều khi nó nếu người hiểu á thì rất là ok, còn không thì nó cũng rất là phức tạp. Nhưng mà ở vùng miền đó, đặc trưng vùng miền đó, nếu mà vùng miền Hải Châu thì nó cây ở Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên thì nó cái lá nó tròn sai trái đó. Còn cây ở những cái vùng khác nó cũng có là Hải Châu, nhưng mà nó cái hàm lượng của nó thì nó cái lá nó khác nhau một tí xíu phân bố vùng miền á. Thì cái Hải Châu này là Hải Châu lá nhỏ, nhưng mà cái dòng lá nó hơi dài đó. Còn cái Phú Yên á, là cái lá nó tròn mà nó hơi bầu bầu ra một tí xíu, còn cái này là lá nó dài đó. Còn một loại lá trung nữa, lá lớn nữa, nó lớn hơn rất là nhiều, lớn gấp đôi. Thì cây này là dạng cây lá nhỏ của Ninh Thuận. Thì so về trái thì nó không có sai bằng như là ở Phú Yên, nhưng mà chơi được. Nói chung là cảm nhận về nghệ thuật thì tùy theo mỗi người thôi. Tại vì nếu mà mình chơi hoa trái thì nó có mùa thôi, nó theo mùa thôi. Còn mà mình chơi cái dáng bonsai thì nó là quanh năm, nó là một cái đam mê truyền cảm hứng cho mỗi người ngắm nhìn đó. Cho nên là trái bông thì đợi tới mùa, còn mình chơi dáng dấp của nó thì quanh năm suốt tháng thôi, lúc nào mình cũng có thể ấy được đó. Cho nên là tùy theo cảm nhận của mỗi người đó. Thì đối với Sơn thì nói chung mình tạo được một cái cây bonsai đẹp để cho mọi người cùng tham khảo, giao lưu vui với nhau là đã thấy hạnh phúc lắm rồi đó. Rồi đây là một cây Hải Châu lá nhỏ Ninh Thuận nha. Cây này cũng rất là ok luôn, giới thiệu với nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu mà nhà mình ai ưng ý giao lưu cũng được thôi, Sơn sẽ gửi họ tóc cho mình, nhưng mà với điều kiện là mình phải chuyển khoản đó. Cây này thì cũng đi được 60% chặng đường rồi. Cái này là tới cái này là còn 15 ngày nữa là Tết rồi, thì tới đó là nó phúng lọc non là vừa đó. Nói chung là đầu năm mà mình thấy cái lọc non nó tươi, nó đón xuân là mình thấy nó có một cái gì đó, sức sống nó rất là tràn trề đó, nó rất là tràn đầy. Cây này nếu mà nhà mình ưng ý thì Sơn xin giao lưu là 2.500k bao ship luôn, chậu luôn, gửi họ tóc nhà mình luôn đó. Nhưng mà với điều kiện là mình phải chuyển khoản đó, để mà mình đảm bảo được với nhau. Thì đối với Sơn thì nhà mình ít nhiều cũng biết rồi, cái vấn đề uy tín là Sơn đặt lên hàng đầu đó.
cây này rất là ok luôn. Cây cao tầm 30, tàn phóng cỡ tầm 50, gốc hoành thì chắc cũng cỡ tầm gần 40, đang nằm chậu cỡ tầm 30 đó, nhưng chậu tàu rất là ok luôn. Rồi xin chúc nhà mình cùng gia đình chuẩn bị một cái Tết sum vầy bên người thân luôn nha. Thì Sơn thì cũng ở nơi xa, thì mọi người cùng với nhau kết nối với nhau qua những cái tâm sự, qua những cái video chia sẻ với nhau. Thì tuy là ở xa xôi nhưng mà tình cảm luôn gắn bó đồng hành với nhau. Sơn rất là cảm mến về cái tình cảm mà nhà mình dành cho Sơn luôn. Rồi Sơn xin chúc nhà mình thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc luôn nha. Đón một mùa xuân an lành, bình yên và năm mới tràn đầy sức khỏe, em vui làm ăn phát tài phát đạt luôn nha. Rồi Sơn xin hẹn gặp lại nhà mình ở video gần nhất. Và nếu thân mến Sơn, đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi ủng hộ Sơn nha. Rồi Sơn chân thành cảm ơn nhà mình. Xin hẹn gặp lại nhà mình nha.